Số 13 phố Minh Chương 1434, kiểm tra sức khỏe một. Bữa sáng được đưa vào trong phòng, Karen nhìn lướt qua, phát hiện trong bữa sáng hôm nay có rất nhiều cá, từng món được bày ra một cách chỉnh tề trên bàn ăn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do ngày hôm qua lão Anderson bị lão tổ tiên dạy dỗ, cố ý dặn dò chủ bếp sửa lại phong cách của bữa sáng để lấy lòng tổ tiên của mình. Nhưng rất không khéo, phần đồ ăn sáng này lại hạ thấp khẩu vị khi dùng bữa ăn sáng của Karen. Nếu như là loại ruốc cá kia thì trái lại anh còn có thể tiếp nhận, buổi sáng dùng chung với cháo cũng rất ngon miệng. Nhưng từng món từng món cá nướng, chiên hoặc là những lát cá sống kèm theo đó là đủ loại tương của viên ăn kèm, đừng nói đến việc ăn, nhìn một chút cũng đã khiến Karen theo bản năng mà nhíu mày. Hình như sau khi mình đến viên càng lâu, cảm giác bài xích đối với viên càng trở nên nghiêm trọng, có lẽ cũng bởi vì bản thân mình cũng không muốn thích ứng và tiếp nhận nó. Ngồi xuống, cầm một quả trứng gà luộc rồi bóc vỏ, không có nước tương, do dự một chút, cuối cùng cũng không muốn dùng chung với tương của viên, cắn một cái, tuy hơi nhạt nhưng cũng rất ngon. Đây chính là trứng gà ta của trang viên Elen. Về sau có nên để cho trang viên Elen đưa một chút đến nhà tang lễ của mình theo định kỳ. Thứ này chắc cũng không thuộc về những thứ sinh hoạt xa xỉ khiến con người mất đi ý chí phấn đấu đâu nhỉ. Ăn xong quả thứ nhất, Karen bắt đầu lột quả thứ hai. Lúc này, Tang nằm ở trên giường trở mình, vừa vặn eo bẻ cổ ngáp dài vừa cười nói, vừa sáng sớm đã ăn nhiều trứng gà như vậy, xem ra tối hôm qua cậu tiêu hao rất nhiều đấy nhỉ, muốn tranh thủ thời gian bổ sung thể lực một chút à. A. À. Trước đó ta cũng đã nói rõ rồi, ta cũng không có nhìn lén. Ta chỉ là trông thấy người nào đó trước hết đi tắm một lần, trước khi quay trở về lên giường, lại tắm rửa thêm một lần, ha ha meo. Tôi quen với việc tắm rửa trước khi đi ngủ giải thích chính là vì muốn che giấu thứ bị che giấu chính là sự thật ăn điểm tâm đi tất cả đều là cá đấy mèo nó tưởng rằng ta là mèo thì cá gì cũng thích ăn hay sao nhóc anderson thật là một tên đầu óc cứng nhắc đầu của các ngươi đều chứa não heo đấy à neo ngồi ở trên xe lăn chửi ầm lên với tất cả mọi người ở gần đó rõ ràng đã nhận ra thực lực của mục tiêu vậy thì cũng phải biết rõ sự chênh lệch giữa hai bên rồi vậy thì vì cái gì mà không báo lên trên, vì cái gì mà không gọi chi viện trước. Đám người của Gendy đứng trước mặt Neo, cúi đầu, yên lặng nghe dạy dỗ. Cũng chỉ trong mắt của Karen, trung đội trưởng nhà mình mới nhìn giống như là một người thích xem chuyện vui. Trên thực tế thì Neo ở trong lòng của những thành viên trong đội khác, có uy vọng và áp lực rất lớn. Lúc trước khi nhặt được đồng su va rác, tiểu đội Gendy kịp thời chạy đến tiếp viện, Neo khi đó còn không có quét dọn xong chiến trường sợ chiến lợi phẩm bị giảm mất, thiếu chút nữa đã để cho Karen trực tiếp ném đồng xu va rác qua giữa tiểu đội Gendy để cho bọn họ báo cáo một người đã hy sinh lên trên. Neo là một con chó săn thật sự. Nhưng bây giờ, con chó săn này đang rất tức giận, bởi vì đám thuộc hạ của hắn bị cắm mặt ngã nhào ở trong một nhiệm vụ, hắn đã từng an ủi Karen phải quen thuộc với sự ra ra vào vào của các thành viên trong tiểu đội, chính hắn cũng có thể coi nhẹ nhưng việc mà neo không cách nào dễ dàng tha thứ đó là bởi vì sơ sẩy trong quy trình đơn giản nhất mà đưa đến sự tổn thất không có ý nghĩa đẩy ta đi vào trong vâng trung đội trưởng fanny đẩy neo đi vào trong phòng phía trước vị trí trước cửa gray đang nằm ở trên cán cứu thương hôn mê bất tỉnh hai bác sĩ giáo hội bên cạnh đang tiến hành trị liệu có thể tỉnh lại sao neo mở miệng hỏi rất xin lỗi ngài Khả năng mà người thuộc hạ này của ngài có thể tỉnh lại cũng chỉ có 30%, mà cho dù có thể tỉnh lại đi nữa thì linh hồn và cơ thể của người này cũng đã bị tổn thương, việc này cũng biến anh ta trở thành một người chỉ có thể nằm trên giường cả đời để người khác chăm sóc mà thôi. Không có những phương pháp khác sao? Ý của ta là, phương pháp xử lý vượt qua thông thường, chúng ta có thể tốn thêm phiếu điểm. Không có, thưa ngài, anh ta đã bị tổn thương quá nhiều bây giờ anh ta còn có thể còn sống sót đối với tôi cũng đã là một kỳ tích rồi ta đã biết làm phiền các ngươi rồi neo nhìn về phía fanny fanny lấy ra chút phiếu điểm đưa về phía trước âm thầm đưa cho hai vị bác sĩ này bệnh viện giáo hội của trật tự thần giáo cũng có dịch vụ đến khám bệnh và cấp cứu tại nhà theo lý thuyết cũng là một bộ phận trong hệ thống giáo hội nhưng chúng nó lại tương đối độc lập đối với những tiểu đội đòn roi kỷ luật phải đối mặt với nguy hiểm rình rập mỗi ngày chắc chắn phải gìn giữ tốt mối quan hệ với những vị bác sĩ này. Bằng không thì cho dù bọn họ không dám làm ra những chuyện gây mất đoàn kế trong nội bộ thần giáo, nhưng khi ngươi cần khám bệnh hoặc cấp cứu, bọn họ muốn tìm một ít lý do hoặc cái cớ qua loa để tắt trách lề mề một chút vẫn là chuyện rất đơn giản. Vậy chúng ta đi trước, chúng ta đã xử lý tốt cho người thuộc hạ này của ngài. Còn hai cái xác bên trong, mời ngài xử lý. Được rồi. Hai vị bác sĩ rời đi. Gendy ở bên cạnh nhỏ giọng mắng, người cũng đã chết, còn thu tiền. Neo trừng Gendy một chút, Gendy bị dọa đến nổi rung một cái, hắn thật rất sợ Neo, không chỉ bởi vì Neo đã cứu hắn, mà là hắn biết rõ Neo cuối cùng là người ra sao. Fanny mở miệng nói, khi thần giáo yêu cầu các bệnh viện tự chịu trách nhiệm cho việc lời hay lỗ, tình trạng này cũng là điều không thể nào tránh khỏi. Neo cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi đang muốn mở hội nghị cải cách bệnh viện thay cho thần giáo sao? Mọi người cũng đều cúi đầu. Fanny đẩy xe lăn neo đi tới phòng khách, phòng khách là hiện trường đã được giữ lại, trên vách tường phía đông mà ghế sofa dựa vào, vị trí lúc đầu của cái đồng hồ treo tường và bức tranh đã bị thay thế bằng hai thi thể. Những thanh cốt thép rất thường thấy ở trong các công trường đâm xuyên qua lồng ngực của bọn họ và đồng thời cố định bọn họ ở trên tường, trên người của bọn họ đều mặc thần bào trật tự, hai tay bị cố định giao nhau ở đằng sau cổ giống như là động tác vương hai tay lên khi nhảy của vận động viên nhảy cầu. Ánh mắt neo nhìn xuống phía dưới, phía dưới có một ít vết máu, nhưng diện tích khuếch tán ra cũng không lớn. Hai người này là thành viên trong tiểu đội của Gandy Lần trước lúc tiểu đội của Gandy gặp phải tập kích của tàn dư hải thần giáo trên đảo, mặc dù cuối cùng cũng được cứu ra, nhưng ở trong quá trình này trong vẫn tổn hao mấy thành viên như cũ, hai người này vừa mới được bổ sung gần đây kết hợp với manh mối và tình báo báo về lúc trước neo ngồi ở trên xe lăn trong đầu ngay lập tức hiện ra hình ảnh hai thành viên trẻ tuổi mới được chuyển vào tiểu đội đòn roi kỷ luật tham công nên hành động liều lĩnh muốn dựa vào năng lực của mình để bắt lấy mục tiêu kết quả lại bị mục tiêu khống chế dễ dàng vết thương nghiêm trọng như vậy nhưng khi bị treo trên vách tường thì cũng chẳng có bao nhiêu máu tươi chảy ra linh hồn cũng bị rút khô trong thi thể không còn năng lượng linh tính cho nên cũng không thể nào sử dụng thức tỉnh điều này có nghĩa sau khi bọn họ bị không chế chắc hẳn đã bị hung thủ sử dụng một loại nghi thức hiến tế nào đó có lẽ gray tìm đến nơi này khi nghi thức hiến tế đang được thực hiện một nửa nhưng hắn cũng không có báo cáo hay chờ đợi chi viện trực tiếp xông thẳng vào neo quay đầu nhìn về phía gray đang nằm ở nơi đó mà hôn mê vẻ mặt có chút nghiêm nghị fanny nghi ngờ nói vì cái gì mà hung thủ sẽ giữ mạng lại cho gray Ta nhìn thấy thời gian mà các ngươi thông báo phát hiện tình hình ở đây và thời gian Gray bị thương mà hôn mê, ở giữa hai khoảng này có một khoảng thời gian trống rất dài, cho nên không thể nào xảy ra chuyện các ngươi chạy đến kịp mà khiến cho hung thủ không kịp giết người. Chưa kể bây giờ Gray đã hoàn toàn hôn mê, bác sĩ cũng đều không xác định được anh ta có thể tỉnh lại hay không, cũng loại bỏ khả năng hung thủ cố ý giữ mạng của anh ta lại để khiêu khích chúng ta. Hai mắt neo nhắm nghiền, thở dài, nói, bởi vì nó đã ăn no rồi thời gian rất nhanh chuyển từ ngày sang đêm lại từ đêm tối trở lại ban ngày căn cứ theo yêu cầu của neo sự kiện bị lấy danh nghĩa là có ý định trả thù và sự kiện hiến tế để báo lên trên phía trên cũng căn cứ theo báo cáo này để điều động càng nhiều lực lượng điều tra sự kiện lần này nhưng đã hai ngày trôi qua vẫn không có manh mối nào liên quan đến hung thủ neo ngồi ở trước cửa sổ trong văn phòng nhìn dòng xe cộ đang di chuyển ngoài đường lớn chìm vào trong sự trầm tư Trung đội trưởng, tin tức vừa được đưa đến, lại có hai thần quan đã chết, là một đôi vợ chồng sống trong một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, người vợ làm việc trong cao ốc giáo vụ, chồng là thành viên của một tiểu đội đòn roi kỷ luật. Kiểu chết gần như giống nhau với hai người trong tiểu đội của Gendy lúc trước, đều là bị đóng đinh ở trên tường, đây là ảnh chụp. Neo không có cầm lấy ảnh chụp, chỉ là nhìn lướt qua, nói, tần suất trở nên cao hơn. Cái gì? xem xét từ thời gian vụ án đầu tiên xảy ra trước đây cho đến bây giờ khoảng cách giữa hai vụ án có xu thế càng ngày càng dần rút ngắn nó ăn no rồi lại tiêu hóa bây giờ nó lại thấy đói nhanh hơn vậy điều này có ý nghĩa gì bởi vì tốc độ tiêu hóa của nó càng lúc càng nhanh hơn nó có lẽ đang trưởng thành hoặc là đang phục hồi như cũ thế nhưng mà trung đội trưởng phía trên vì lý do không đủ chứng cứ nên đã bác bỏ báo cáo về suy đoán đây là sự kiện hiến tế của ngài rồi bởi vì việc dùng thần quan trật tự để làm vật hiến tế loại sự tình này ảnh hưởng thật sự là quá lớn cũng là việc quá đáng sợ phía trên mặc dù bác bỏ suy đoán của ta nhưng phía trên chắc chắn sẽ càng xem trọng việc này ta không chút nghi ngờ ngoài trừ chúng ta đang điều tra ra chắc chắn còn có những lực lượng khác cũng đã được âm thầm phái ra để gia nhập vào cuộc điều tra này nhưng vẫn không có manh mối chúng ta cũng đã kiểm tra hiện trường rồi fanny đây chính là một việc mà ta đang cảm thấy lo lắng nhất Ta đang do dự có nên báo cáo suy đoán của ta lên trên hay không, một suy đoán chắc chắn sẽ bị bác bỏ. Trung đội trưởng, ý của ngài là? Nhiều người như vậy tìm kiếm, lại không tìm được bất cứ manh mối liên quan nào, hung thủ còn có thể tiếp tục chọn mục tiêu tương tự từng lần một mà ra tay, ta hoài nghi, hung thủ rất có thể là người trong nội bộ thần giáo của chúng ta. Nếu như ngài báo cáo suy đoán này lên, chắc chắn sẽ bị bác bỏ. Ta biết, nhưng ta cảm thấy vẫn phải báo cáo lên có lẽ hung thủ thật sự đang lẩn tránh trong những người điều tra nói không chừng trước mắt đang dùng danh nghĩa điều tra hung thủ mà tìm kiếm mục tiêu kế tiếp để ra tay đấy cô đi lấy danh nghĩa của ta viết một phần báo cáo nộp lên trên đi dùng câu nói có vẻ lạnh nhạt một chút cho dù có bị bác bỏ nếu như cuối cùng chứng minh suy đoán của ta là chính xác ta cũng có thể ghi thêm một chút điểm ấn tượng trước mặt lãnh đạo vâng trung đội trưởng a à, đúng rồi karen có về chưa còn không có, cậu ta có vẻ như đã dẫn theo tiểu đội của mình đến trang viên Elen, dù sao thì từ giờ đến ngày tiểu đội cậu ta nhận nhiệm vụ bảo vệ phái đoàn vẫn còn cách rất nhiều ngày, có cần tôi thông báo cho cậu ấy dẫn tiểu đội của mình về để chi viện không? Được rồi, thêm một tiểu đội của cậu ta cũng không thừa, bất một tiểu đội của cậu ta cũng không thiếu, để cậu ta tiếp tục nghỉ ngơi đi. Ngài vẫn luôn đối xử tốt với cậu ấy một cách bất công như vậy sao? Có sao? Có, chúng tôi đều đã nhận ra được rồi vậy sau này ta sẽ che giấu kỹ hơn một chút đến rồi đội trưởng chính là chỗ này bác nói karen dừng xe lại phía trước thật ra cũng không còn đường để chạy xe sau khi xuống xe karen phát hiện trên mặt đất có dấu vó ngựa rất rõ ràng còn có vết bánh xe ngay ở phía trước chỉ có điều mọi người cần đi bộ thêm một đoạn ngắn bác hô lên với tất cả mọi người Ashley rất là bất mãn nói vì sao lại lựa chọn một chỗ vắng vẻ như thế này chứ bác trả lời bởi vì kỵ sĩ đoàn cũng không cho phép dính dáng đến bên ngoài quá nhiều tất cả những nơi có liên quan với kỵ sĩ đoàn đều tương đối vắng vẻ các người ở trong đây sao Ashley hỏi blanc cười trả lời giúp bác sẽ không đâu xung quanh doanh trại của kỵ sĩ đoàn đều có thị trấn nhỏ để trú quân cũng không khác với một thành phố nhỏ lắm chỗ ăn uống ăn chơi cũng đều có thậm chí còn có cửa hàng điểm tâm mà Ri Chắc thích nhất đấy. Philomen quay đầu nhìn thoáng qua Ri Chắc. Ri Chắc thì có chút bất đắc dĩ nhún vai, mấy ngày nay ở trang viên Elland cậu ta giao thiệp với mọi người trong đội rất tốt, con người ai cũng vậy, sau khi thân thiết hơn cũng đều thích nói đùa như thế này. Bác nói với Karen, đội trưởng, phía trước là bệnh viện của quân khu, chỉ có thời điểm chiến tranh mới có thể hoàn toàn sử dụng, khi đó thì bác sĩ từ các bệnh viện giáo hội đều sẽ được sắp xếp vào trong nơi này ngày bình thường thì mở ra với kỵ sĩ đoàn. Địa điểm khám sức khỏe cho tân binh là ở chỗ này, nhưng mà bởi vì kỵ sĩ đoàn gọi nhập ngũ 3 năm một lần, cho nên điều kiện trên một vài phương diện cũng hơi đơn sơ một chút. Không có việc gì. Karen tất nhiên sẽ không để ý việc này, thứ mà anh quan tâm đó là cái bản hiệu của kỵ sĩ đoàn. Sau khi kiểm tra sức khỏe ở chỗ này, về sau những nhân vật lớn nếu muốn xem xét tài liệu liên quan đến mình, đều sẽ có một phần báo cáo kiểm tra sức khỏe từ chỗ này, các hạng số liệu đều nói cho bọn họ biết mình là thần quan trật tự có lý lịch trong sạch. Sau khi đi một đoạn vào bên trong, gặp một cột đá cao lớn, bác bước lên trước điều chỉnh vị trí một chút, sau đó lấy tấm thẻ chứng minh thân phận của mình ra rồi đặt lên trên, rất nhanh thì không gian phía trước mắt bắt đầu méo mó, xuất hiện vách ngăn giống như một màn nước. Sau khi bước vào, phát hiện bên trong nơi này là một khu thung lũng hình tròn, bốn phía xung quanh đều là vách núi, bên trong thì có một khu thành có quy mô khá lớn một đám người mặc áo giáp cưỡi chiến mã của kỵ sĩ xuất hiện ở trước mặt của tiểu đội Karen. Bác lập tức đưa thư mời và giấy chứng nhận của tất cả mọi người đến, sau khi kiểm tra hoàn tất mọi thứ, một tên kỵ sĩ cầm đầu cởi mũ giáp của mình, lộ mặt ra ngoài. Chú Hạ Lập, tại sao ngài lại ở chỗ này? Mắc sai lầm, bị giáng chức đến nơi đây để canh gác bệnh viện. Lông mày của Hạ Lập nhướng lên, nhìn về phía Karen. Ông ấy cảm giác được rất rõ ràng, Karen là người dẫn đầu bên trong đám người tuổi trẻ này. "Đội trưởng, để tôi giới thiệu cho ngài, vị này là tiểu đoàn trưởng Hạ Lập, ông ấy có quan hệ rất tốt với cha của tôi." Hạ Lập nhìn Karen cười nói, "Quan hệ tốt đến mức có thể để cho ta gả con gái cho cậu ta." Bác khục một tiếng, nói với Hạ Lập, "Chú Hạ Lập, vị này là đội trưởng của cháu, Karen." "Ta biết cậu, một vị thanh niên tiền đồ khó lường." Hạ Lập thúc ngựa đi lên trước duỗi tay về phía karen thì tự mình buông ra ngược lại cũng không có tiết mục so lực tay gì xảy ra bác bây giờ ta bỗng cảm thấy rất hối hận đấy hối hận điều gì ta cảm thấy ta phải suy nghĩ nhiều một chút cho tương lai của con gái mình à mà này đội trưởng karen cậu đã kết hôn chưa đội trưởng của cháu có vị hôn thê bác trả lời aha hạ lập chỉ chỉ bác ngươi nhìn xem ngoài miệng luôn mồm nói không muốn nhưng lúc nghe ta nói gả con gái cho người khác thì ngươi vẫn rất quan tâm đấy nhỉ. Bác rất bất đắc dĩ, cậu ta chỉ là không hy vọng để cho đội trưởng mình lâm trong tình huống nhàm chán và xấu hổ này mà thôi. Thư mời đã nói các ngươi là người đến kiểm tra sức khỏe phải không? Đúng vậy, thưa chú, chúng cháu vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ, rất nhiều người đều bị thương, cho nên muốn đến đây kiểm tra sâu một chút. a, à, thì ra là như vậy, vậy các ngươi đi vào thôi. Vâng, thưa chú, hạ lập thì vất vất tay với karen nói gặp lại đội trưởng trẻ tuổi gặp lại sau ngài tiểu đoàn trưởng a à, ha ha bây giờ thì ta là đội trưởng đội tuần tra mà thôi sau khi tạm biệt đội tuần tra của hạ lập đám người karen dưới sự dẫn đầu của bác tiến về phía tòa thành trước mặt mặc dù tòa thành được đặt ở bên trong thung lũng nhưng giữa vách đá và công trình kiến trúc vẫn có một mảng cây xanh rất lớn rất nhiều người mặc quần áo bệnh nhân đang nghỉ ngơi ở này, hoặc là ngồi trên ghế dài, hoặc là ngồi hẳn dưới đất, số lượng còn không ít. Tỷ lệ bị thương của kỵ sĩ đoàn khi huấn luyện cao như vậy sao? Karen tò mò hỏi bác. Dù gì thì chiến tranh giữa trật tự và luân hồi cũng đã kết thúc được một khoảng thời gian. Bác lắc đầu nói, hàng năm đều có người dùng ngày nghỉ bệnh như là ngày nghỉ phép, nơi này mặc dù không gian hơi nhỏ một chút, nhưng hoàn cảnh cũng không tệ lắm quan trọng nhất đó chính là có thể tránh né việc huấn luyện một đoạn thời gian là lười biếng max cười nói khi tôi còn bé thường xuyên được cha mình dẫn theo đến bệnh viện quân khu chơi đây xem như là một loại phúc lợi ngầm của kỵ sĩ đoàn bác nhẹ gật đầu nói nguyên nhân căn bản là bởi vì rất nhiều điều lệ của kỵ sĩ đoàn đều là truyền xuống từ thời đại thần chiến nhưng đến kỷ nguyên này thì số lần xảy ra chiến tranh quy mô lớn giữa các thần giáo đã rất ít điều lệ thích hợp với thời kỳ chiến tranh bây giờ cũng đã trở nên không thích hợp nhưng lại không thể thay đổi. Chỉ có thể dùng một phương thức khác để mọi người hơi thư giãn một tí. A, à, thì ra là như thế này. Sau khi vào trong thành, cầm thư mời đi đăng ký, bác, Bơ và Max là con cháu kỵ sĩ đoàn có thể miễn phí đăng ký phí và kiểm tra sức khỏe, những người khác đều cần phải tốn 200 phiếu trực tự. Karen để Anfred đi nộp tiền cho mọi người nhưng bị bác từ chối, chính cậu ta lấy ra phiếu điểm để nộp lên đây vốn chính việc mà tôi phải làm mà ha ha dùng quan hệ một bước nữa đã vào trong thì còn phải bị thu thêm một lần phí vậy thì cũng quá ngu ngốc so với chút phiếu điểm đó lấy được thư mời là quan trọng nhất karen thấy thế cũng không tranh giành với bác coi như bác mời mọi người ăn một bữa sau đó thì đơn giản hơn mỗi người đều được nhận một tờ giấy khám sức khỏe cần căn cứ vào những phần được ghi ở trên để đến phòng kiểm tra tương ứng sau khi làm xong toàn bộ lại đến văn phòng kiểm tra sức khỏe tân binh để đóng một. Chỉ sau khi được đóng dấu một cuối cùng thì mới xem như tờ giấy này có hiệu lực, chứng minh ngươi có đủ tiêu chuẩn gia nhập kỵ sĩ đoàn, mặc dù đám người của Karen cũng không có ý định đi nhập ngũ. Mặt khác, Karen còn để ý đến việc kiểm tra cơ thể là phần đầu tiên, nhưng cũng không phải là bộ phận chủ yếu, phía dưới còn có các loại kiểm tra khác như là linh hồn, tín ngưỡng vân vân. Tất nhiên, trật tự thần giáo càng chú trọng đến tư tưởng chính trị của binh lính trong kỵ sĩ đoàn. Mọi người chia thành từng nhóm, tự mình đi làm kiểm tra, trước hết ở phòng kiểm tra cơ thể, người phụ trách kiểm tra là một vị nữ quân y, tuổi còn tương đối trẻ, chắc là không quá 30 tuổi, dáng người rất cao gầy. Tri chắc đứng ở sau lưng Karen nhỏ giọng nói, trời ạ, à, cái mông của cô ta thật lớn. Nữ quân y đang đeo găng tay quay lưng đứng ở trước lối vào lúc này khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười nhưng mà vẫn kém xa nếu so với hầu gái nhà anh. Nụ cười của nữ quân y cứng ngắc lại. Người kiểm tra đầu tiên đó là Karen, sau khi cởi thần bào ra thì bị yêu cầu nằm ở trên một tấm giường bằng đá, trên đá có khắc lít nha lít nhíp các loại phù văn, sau khi nằm lên trên đó, phù văn khởi động, một cảm giác ấm áp truyền đến. Tay của nữ quân y kiểm tra khắp người của Karen một lần, cuối cùng mỉm cười nói, cậu nên tăng cường việc rèn luyện thể chất của mình, đương nhiên, nếu như cậu dự định đi theo con đường trận pháp sư hay là một sự thì cũng không cần đặc biệt để ý đến vấn đề này. Cảm ơn. Không có gì. Karen mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài, Richard thì đi vào. Sau khi cởi quần áo ra, Richard nằm xuống trên tấm đá, cười nói. Chị à, chị thật xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Nữ quân y cười cười, sau đó cầm lấy một cái dụng cụ bằng kim loại rất to tương tự với cái đồ mở nắp chai lật người lại trước hết kiểm tra bệnh trĩ rechat karen trông thấy Chát cầm tờ giấy khám sức khỏe đi từ trong ra mũi chân thập khiển mà bước ra ngoài thế nào rồi anh không bị kiểm tra đằng sau sao cô ta nói đây là quá trình nhất định phải kiểm tra không thể bỏ bước a à, đúng vậy đấy đau quá tựa như là một tờ giấy mau miệng rồi dùng hai tay kéo rách từ hai bên tôi thậm chí nghe thấy tiếng rắc rắc đấy Chúng ta đi tới chỗ kiểm tra khác đi. Đi từ từ một chút, đi chậm một chút, ô ô a a. Sau đó lại đi qua năm phòng liên tục, đều là kiểm tra phương diện cơ thể. Karen nhìn điểm số của mình trên 6 mục vừa kiểm tra, cơ bản đều vào khoảng 4-5 điểm. Nếu đặt trong tình huống của bệnh viện bình thường thì ý nghĩa đây là người có cơ thể khỏe mạnh. Chỉ có điều nếu là đặt ở trong bệnh viện của kỵ sĩ đoàn thì điều này có nghĩa là tố chất cơ thể không phù hợp số điểm hợp lệ cho phần này là 6 điểm. Cầm tờ giấy khám sức khỏe này, thì phần lớn các binh chủng trong kỵ sĩ đoàn cũng không ai chọn ngươi, chỉ có thể đến những binh chủng không có yêu cầu về thể chất. Tri chắc thì khoảng 7 đến 8 điểm, cậu ta nhìn mình một chút, lại nhìn của Karen một chút, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Thể chất của của anh vậy mà bình thường như thế sao? Đây không phải là Richard đang ra vẻ để trào phúng, mà là cậu ta thật sự bất ngờ, bởi vì ở trong sự nhận biết của cậu ta thì lúc chiến đấu karen vô cùng dũng mãnh mặc dù ventura và bác quen thuộc đứng ở tuyến đầu nhưng tri chắc cảm thấy mỗi lần karen đi lên luôn có thể mang đến cho mình cảm giác an toàn hơn so với đám người của bác đây xem như là góc nhìn kém của người bên cạnh cậu ta không ý thức được mỗi lần chiến đấu karen đều dựa vào thuật pháp tăng cường dạo gần đây ta cũng đã xem trong việc rèn luyện cơ thể chỉ có thể nói rằng trước đây lãng phí quá nhiều thời gian phải từ từ thay đổi nhưng mà thể chất của cậu xác định không phải là vì bị cha cậu đánh cho nên mới trở nên rắn chắc như thế chứ ha ha nếu thể chất của tôi mà không tốt thì tôi cũng đã sớm bị cha tôi đánh chết rồi lúc này alfred và memphis đi tới phần kiểm tra tiếp theo đó là thăm dò trong cơ thể trong sự lý giải của karen thì giống như là quét toàn cơ thể bên trong phòng có một cánh cửa được làm ra từ một loại vật liệu màu bạc lúc đi vào thì mọi người được yêu cầu phải bỏ những khí cụ đặc biệt ở bên ngoài. Karen là người đầu tiên đi vào, cửa không có phản ứng gì, báo cáo rất bình thường. Thật ra trên người của anh có rất nhiều thứ, nhưng đều là những thứ vô hình, không cần lo lắng mình bị quét ra cái gì. Lúc tri chắc đi qua, cánh cửa lấp lóe sáng lên. Trong người của cậu có thứ gì vậy? Lão quân y phụ trách việc kiểm tra hỏi, thể tích cũng không lớn lắm, còn có dấu hiệu sinh mệnh, mà lại cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Karen cảm thấy, nếu như không có cái nhãn hiệu dịu dàng ngoan ngoãn này thì thái độ của lão quân y cũng sẽ không hiền từ đến như vậy. Tri chắc hồi đáp, là một bộ hộ mệnh mà ông nội tôi đưa cho, nó tên là Jerry, một con tầm nhỏ đáng yêu, đáng tiếc là tôi không có cách nào gọi nó ra ngoài, nếu không thì tôi có thể mời ngài cùng xem xét nó một chút. Ông nội cậu là người của thần giáo chúng ta sao? Đúng vậy, đương nhiên. Cái hệ thống nào? Lão quân y đẩy khung kính lên, nhìn các cậu cũng không giống như là người từ kỵ sĩ đoàn. Hệ thống trận pháp. Tên của bộ môn gọi là cái gì ấy nhỉ? Ngay cả bộ môn mà người nhà cậu nhậm chức cũng không nhớ rõ à. Vừa mới lại đổi tên, à, nhớ ra rồi, bây giờ gọi là bộ quản lý trung tâm đặc biệt của đại khu thành phố Giót. Bộ quản lý trung tâm đặc biệt. Lão quân y nghiền ngẫm cái tên này một chút, ông ta không biết bộ quản lý trung tâm là có nghĩa gì nhưng đặc biệt thì ông ta có nhận biết bên trong từng bộ môn trong các hệ thống của thần giáo có thể có thêm cái hậu tố đặc biệt này cũng đều không đơn giản chức vị của ông nội cậu là gì thuật pháp quan a à, cha cậu thì sao ông nội và cháu trai đều là người trong thần giáo thế hệ ở giữa cũng không có khả năng lớn không phải thuật pháp quan ồ Mẹ cậu thì sao? Thuật pháp quan. Lão quân y ngây ngẩn cả người, sau đó dùng ngón tay chọc chọc tờ phiếu kiểm tra trước mặt, nói, ở phần này thì ta chỉ có thể cho cậu một đánh giá gần bình thường, ta sẽ cho cậu thêm một khoản ghi chú phía trước. Cậu về nhà tìm ông nội hoặc cha của cậu rồi dùng danh nghĩa bộ môn phát một phần công hàm qua phía bệnh viện bên này thì có thể biến thành bình thường. A, à, được rồi, cảm ơn ngài. Không có gì. Sau khi kiểm tra xong đi ra ngoài, Tri chát ngáp một cái, cậu ta cũng không xem việc này ra gì, bởi vì cậu ta vốn cũng chẳng cần một tờ giấy kiểm tra sức khỏe hoàn chỉnh làm gì cả. Trở về bảo cha cậu phát giúp cậu một cái công hàm qua đi. Cần gì phải phí công sức như vậy chứ? Tri chát có chút không hiểu. Nếu người ta đã kiểm tra ra được, thì làm cho xong đi, không nên để bị người ta đánh dấu, chính bản thân cậu cũng vô cùng rõ ràng, cái con côn trùng mà cậu nuốt kia cũng không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, mà bây giờ có một chút năng lực đặc biệt của cậu cũng do con côn trùng kia mang đến. Cậu có dám cam đoan sau này cậu sẽ không bao giờ dùng năng lực trước mặt người ngoài à? Bây giờ cậu có cơ hội này thì hãy đem nó tẩy trắng đi, như vậy thì sau này Trừ Phi đưa cậu đi giải phẫu, nếu không cũng không ai có thể dùng nó để chỉ trích cậu được. A, à, cũng đúng, nhưng không thể đi tìm ông nội của tôi được. Tri chắc Trầm Tư nói, đừng thấy ông nội tôi toàn bị bà nội tôi bắt nạt mà tưởng lầm còn người của ông ấy thật ra cực kỳ cứng nhắc tôi không chủ động đi nói với ông ấy thì còn tốt ông ấy có thể mở một con mắt nhắm một con mắt một khi tôi chủ động đi nói cùng với ông ấy nguyên tắc của ông ấy chắc chắn sẽ bắt tôi kể lại tất cả mọi chuyện cho ông ấy nghe dù gì thì bản thân tôi cũng không thấy quan trọng nhưng tôi sợ liên lụy đến anh đấy karen không thể để anh cho tôi đồ tốt mà còn phải khiến anh bị liên lụy vào đây cũng không phải là chuyện mà giữa những người anh em có thể làm mẹ nó ngay cả kẻ thù có lẽ cũng không có mặt mũi để làm như vậy đâu vậy trước tiên cứ như vậy đi karen nhìn thoáng qua memphis vừa lúc mới bước từ trong ra những lời khi nãy thay vì nói với Richard không bằng nói với memphis memphis nhẹ gật đầu với karen nói tôi không có vấn đề Richard vẫn còn tiếp tục xoắn suýt cái này sự kiện nói việc này thì khó rồi a à vấn đề của ông nội tôi vẫn là vì tính nguyên tắc của ông ấy còn nếu tìm cha tôi để nói nếu cha tôi biết trong cơ thể tôi có một loại côn trùng có thể giúp tôi phục vết thương thì về sau chắc chắn ông ấy sẽ ra sức mà đánh tôi hơn karen quét mắt nhìn re chắc một chút xoay người khóe miệng mang theo nụ cười từ đầu thì cậu vốn dĩ đã nuốt con côn trùng đó vào người ở trước mặt cha cậu rồi cha cậu lúc đánh cậu thì cũng đã tính toán trước về năng lực hồi phục của con côn trùng đó vào trong từ lâu Phần cuối cùng của việc kiểm tra cơ thể đó là đi thử máu. Nó cũng không viết rõ ràng ở trên giấy kiểm tra sức khỏe, phía trên phần này chỉ đánh dấu là kiểm tra tiềm năng của cơ thể, mãi cho đến khi đi đến trước cửa phòng trông thấy quả cầu thủy tinh đặt ở bên trong thì Karen mới hiểu được cái phương pháp đo lường này là như thế nào. Vấn đề xuất hiện, máu của mình đưa lên để kiểm tra sao? Karen vẫn nhớ rõ máu của mình từng ép con côn trùng trong người của Ophelia và bét nát ra ngoài. Lúc này, dù có nói máu tươi của mình không có gì lạ thường cũng có chút cảm giác đang tự mình lừa mình bây giờ có nên kết thúc kiểm tra sức khỏe không ngược lại cũng có thể kết thúc bởi vì không cần thiết phải hoàn thành tất cả các phần trên phiếu kiểm tra sức khỏe cũng sẽ không ép buộc dù sao cũng không phải là kỵ sĩ đoàn bắt lính nhập ngũ nhưng karen rõ ràng mình rất cần tờ kiểm tra sức khỏe này anh nhất định phải đi đến hết quá trình để lấy được con dấu ở cuối cùng mới được sau khi trật tự hóa Dấu ấn thuộc về Ranedo trên cơ thể của mình chắc hẳn cũng đã biết mất, lãnh chúa đang ở thế giới trong cổng cũng không nhận ra được mình. Cho nên, có cần đánh cược hay không? Trong phòng có ba vị bác sĩ, một người phụ trách lấy máu, một người phụ trách vận hành quả cầu thủy tinh, một người phụ trách đưa ra báo cáo đánh giá cuối cùng. Những người khác mỗi người bước vào, đều có đánh giá của riêng mình. Lúc này Richard cũng đi lên rút máu, sau đó mẫu máu của cậu ta bị đặt ở phía dưới quả cầu thủy tinh, quả cầu thủy tinh từ từ vận hành, cuối cùng lão quân y có chút ngoài ý muốn mà nhìn Tri cười nói: "Cơ thể của cậu có tiềm năng rất cao, người trẻ tuổi, rất có sức sống đấy." "Thật sao, cảm ơn." Ha ha. Tri Chát cười rất vui vẻ. "Thiếu gia, tôi lên trước để thử nghiệm nhé." Alfred tiến đến bên cạnh Karen hỏi. "Anh đi lên à?" Karen có chút ngoài ý muốn, Alfred cũng không cần hoàn toàn làm xong, nếu như nói Richard chỉ là có một lỗ hổng nhỏ cần phải bồi đắp, như vậy thì xuất thân dị ma của Alfred, gần như trên cả người đầy lỗ hổng. Các bộ phận trên người của thuộc hạ đều rất tốt ngoại trừ con mắt ra thì cơ bản đều là bộ phận của người bình thường, không giống với tình trạng của bà Molly. Để thuộc hạ lên trước kiểm tra mức độ nhạy của thiết bị kia, cho dù có xảy ra vấn đề, kiểm tra ra thân phận dị ma thì thuộc hạ cũng có thể lấy ra giấy chứng nhận đang làm việc dưới trướng của sở thẩm phán pavaro bên trong trật tự thần giáo cũng có thần quan trật tự có thân phận là dị ma làm việc số lượng vốn cũng không ít không có gì kỳ lạ không phải sao vậy thì tốt anh đi lên trước đi được rồi thiếu gia thật ra trong lòng thuộc hạ cảm thấy rất mong đợi karen biết ý của alfred khi nói ra những lời này anh ta vừa tới viên không được bao lâu trên người cũng đã không thể tìm thấy hơi thở của dị ma so với chính mình là đối tượng được sùng bái thì người sùng bái mình như alfred ngược lại càng kích động cũng nhập tâm hơn vẫn luôn đắm chìm trong cái không khí này ngay cả mình cũng không có khả năng sánh bằng alfred không phải là muốn hy vọng tẩy đi thân phận dị ma của mình điều anh ta muốn là thần tích của tín ngưỡng sẽ hiện ra trên người của anh ta chờ đến khi memphis kiểm tra xong alfred đi đến trước để cho bác sĩ lấy mẫu máu chờ đến khi mẫu máu được đưa đến bên dưới quả cầu thủy tinh trên mặt alfred lộ ra vẻ mặt mong đợi tiềm năng phát triển cực kỳ cao khiến người khác phải hâm mộ đấy trên mặt alfred lập tức nở nụ cười sáng lạng nói cảm ơn ngài bác sĩ thấy alfred qua ải karen mím môi đi đến trước đưa cánh tay lộ ra bác sĩ phụ trách việc lấy mẫu máu lắc đầu nói trong số nam giới mà tôi từng lấy máu thật đúng là lần đầu tiên mà tôi trông thấy làn da tốt như thế karen đang nghe truyện trên tv audio cv chỉ mỉm cười lại một cách lễ phép lấy máu kết thúc mẫu máu được đưa tới phía dưới quả cầu thủy tinh vẻ mặt karen bình tĩnh nhìn về phía quả cầu thủy tinh nhưng trong lòng đã bắt đầu khẩn trương lên anh thậm chí có chút hối hận hối hận sau khi mình biết đến phần kiểm tra này vì cái gì không quyết đoán mà lùi bước tránh đi khả năng nguy cơ này nếu như thật sự kiểm tra ra được vấn đề gì đó từ máu tươi của mình rất có thể thân phận bây giờ của mình sẽ trực tiếp bị phơi bày ra ánh sáng nhưng loại cảm giác hối hận này rất nhạt nó thật sự tồn tại nhưng lại không rung chuyển được quyết định của mình chẳng lẽ đây chính là do quá trình trật tự hóa đã mang lại dũng khí cho mình sao hơi điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút karen tâm tư lập tức liền bình tĩnh lại thản nhiên một chút đi không có việc gì lớn kết quả ra Karen cảm thấy chắc là đã thành công, bởi vì cái quả cầu thủy tinh này chưa từng xuất hiện hiện tượng gì khác thường. Theo lý thuyết mà nói, mình có hai loại tình huống xảy ra, hoặc là rất bình thường, hoặc là rất không bình thường. Bác sĩ xem kết quả báo cáo nhìn Karen một chút, khẽ nhíu mày. "Hả? Có vấn đề sao?" Nhưng mà vẻ mặt này có chút không đúng. "Karen đúng không?" "Đúng." "Cái tên này có chút quen thuộc nhỉ." Karen. Shiva. Bác sĩ nhìn xem tên, lại nhìn Karen, là vị Karen đi cánh cổng luân hồi phải không? Là tôi. Cơ thể của cậu nếu xét trên cấp độ của người bình thường thì tiềm năng này cũng được xem là tốt, nhưng ở trong bệnh viện này của chúng tôi. Ta sẽ nói thẳng, bình thường cậu nên chú ý bồi bổ một chút đi. Được rồi, cảm ơn ngài. Karen nhận tờ phiếu khám sức khỏe, mặc dù bị bác sĩ đánh giá là cơ thể suy nhược, nhưng đối với cái này thì karen đã rất là hài lòng phần kiểm tra thể chất kết thúc cũng có nghĩa là phần dễ bị bại lộ nhất đã hoàn thành xong tiếp theo là hai phần kiểm tra linh hồn và tín ngưỡng karen cũng cảm thấy không có gì đáng lo lắng trên phương diện linh hồn thì mình tuyệt đối không có vấn đề gì dù sao thì ngay cả ông nội cũng bị mình mặc thêm thần bào trưởng lão lên trên người về phương diện tín ngưỡng ai có thể đo ra tín ngưỡng bản thân mình không được kiên định phải biết chính mình cũng đã bắt đầu truyền giáo. Cách không được bà nội tôi nói cơ thể của anh yếu, cho nên luôn nấu canh cho anh tẩm bổ, thì ra cơ thể của anh rất yếu. Có vấn đề gì sao? Không, không có vấn đề, chỉ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, anh biết không, trong mắt tôi, hầu như không có gì mà anh không thể làm được, ưu tú trên toàn phương diện. Karen cười cười, lời này của Richard ngược lại đã cho mình thêm một sự nhắc nhở mình là muốn làm ra một phần báo cáo sức khỏe bình thường nhưng nếu thật sự toàn bộ đều bình thường đó mới chính là sự bất thường lớn nhất cứ như đang nói rõ cho mấy vị nhân vật lớn sau này sẽ xem xét thông tin về mình rằng phiếu báo cáo sức khỏe này là giả mà lại ngược lại sẽ càng vẽ vời thêm chuyện bởi vì phiếu kiểm tra sức khỏe này không chỉ sẽ không làm giảm bớt mà ngược lại sẽ càng làm người khác hoài nghi về thân phận của mình cho nên ở trong hai hạng mục kiểm tra kế tiếp phương diện tín ngưỡng coi như xong mặc dù mỗi một thần giáo trong lúc tuyên truyền đều đặt sự trung thành đối với thần lên trên hàng đầu nhưng những nhân vật lớn kia sẽ tin tưởng mình là bởi vì đối vô cùng thành kính đối với thần trật tự cho nên mới có tài năng như thế này sao chỉ còn lại linh hồn trong lúc kiểm tra linh hồn mình nhất định phải nhận được đánh giá thật cao mới có thể đưa ra một sự giải thích hợp lý phần đầu tiên của kiểm tra linh hồn đó là kiểm tra cường độ ở giữa phòng có một cái vạt nước được bố trí khảm vào trên mặt sàn, bốn phía xung quanh vạt nước có các loại thiết bị đo đạt, về phần chất lỏng bên trong, dĩ nhiên không phải là nước bình thường, mà là một loại chất ống ánh giống như là thạch rau câu. Memphis là người thứ nhất đi vào, dựa theo yêu cầu, ngồi sổng xuống, đưa bàn tay bỏ vào bên trong vạt nước. Rất nhanh, trên mặt nước phát sinh ra sự rung động dữ dội. Hai vị quân y ngồi ở bên cạnh phụ trách đo đạt, một vị quân y cuối cùng đưa ra đánh giá chờ đến khi memphis rút tay ra rồi đứng dậy vị quân y phụ trách ghi chép kia hỏi là trận pháp sư sao đây là thói quen nghề nghiệp của bọn họ người có linh hồn cường độ cao bọn họ cũng sẽ đề cử vào danh sách trận pháp sư memphis nhẹ gật đầu chưa đến kỵ sĩ đoàn không có đáng tiếc sau khi nói đáng tiếc xong quân y bỗng nhiên giống như là ý thức được chuyện gì đứng người lên cầm tờ phiếu khám sức khỏe đưa ra cho memphis Người có cường độ linh hồn đạt mức độ này, kết hợp với tuổi tác, cho dù không phải là người ở trong kỵ sĩ đoàn, chức vị ở trong các bộ môn bên ngoài cũng sẽ không thấp, đáng giá để hắn tôn kính một chút. Sau đó là đến lượt Richard đi lên, sau khi Richard đưa tay bỏ vào trong, mặt nước nhộn nhạo lên từng đợt từng đợt gợn sóng. Quân y đưa lại tờ khám cho Richard, nói, rất không tệ. Cảm ơn. Memphis thở dài, là người nhà Gu-man, cường độ linh hồn chỉ được đánh giá rất không tệ, thật ra đã xem như hoang phí huyết mạch. Đám người Ashley sau khi kiểm tra những hạng mục khác cũng đến nơi này, Muri và Ventura đi đến trước mặt Karen. Ventura mở miệng nói, đội trưởng, tôi bị chậm chân ở chỗ kiểm tra máu rất lâu, sau khi trở về còn phải tìm hiệu trưởng của tôi để lấy giấy chứng nhận. Ventura gặp phải vấn đề giống như Richard lúc trước, quân y ở nơi này đều có kiến thức rộng rãi, đối những người có sự đặc thù đã sớm không có gì cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhất định phải có một quá trình giải thích rõ ràng, bằng không bọn họ cũng không có khả năng trực tiếp đánh giá hợp lệ cho ngươi. Về phần nói mời bộ môn liên quan có đủ cấp bậc gửi công hàm chứng minh thì việc này thật ra là một hành vi đùng đẩy trách nhiệm. Alfred mở miệng nói với Ventura, chỉ cần cậu đủ lòng thành kính, không lâu sau đó, cậu sẽ trở thành giống như người bình thường mà thôi. Bản thân mình là dị ma, Bây giờ khi kiểm tra sức khỏe trong bệnh viện của kỵ sĩ đoàn lại trở thành người bình thường, điều này chính là sự chứng minh tốt nhất. Ventura sửng sốt một chút, nhìn xem Alfred, sau đó dùng sức mà gật đầu, cậu nhóc bây giờ tuyệt đối phục tùng với Karen, ở phương diện này, cậu ta thậm chí còn có thể vượt qua Alfred. Muri thì mở miệng hỏi, đội trưởng, ngài đã kiểm tra rồi sao? Karen nhìn thoáng qua đám người Ashley ở nơi đó kiểm tra, lắc đầu, nói, các ngươi đi trước đi, ta theo cuối cùng, đợi chút nữa ta còn phải tranh thủ làm hư thiết bị kiểm tra nữa. Khục. Muri ho hai tiếng, thì ra là như vậy sao, chúng tôi đã hiểu. Karen đứng ở bên cạnh cửa, nhìn xem bọn thuộc hạ từng bước từng bước đi kiểm tra, lần này sau khi đám người Ashley kiểm tra xong cũng không rời đi, mà là ở lại chờ đợi kết quả kiểm tra của Karen. Tri nhỏ giọng nói ở bên người Blanc, lúc đội trưởng kiểm tra cơ thể thì tại sao các ngươi không ở lại mà xem. Blanc nói một cách đương nhiên, chúng ta không có cách nào giành được thể xác của đội trưởng. Ashley nói bổ sung, nhưng chúng ta có thể có được linh hồn của đội trưởng. Richard nhún vai, nói, nói cũng rất có lý. Đến phiên Philomen, khi cô đưa tay vào trong vạt nước để bắt đầu kiểm tra, chất lỏng trong vạt nước bắt đầu trở nên lắc lư giống như sóng biển ở trên bãi cát vậy. Tất cả quân y ở trong phòng này đều lập tức đứng người lên, một tên quân y trực tiếp lấy một tờ giấy từ trên bàn làm việc rồi ném ra ngoài, tờ giấy kia lập tức biến thành một con quạ đen truyền tin mà bay đi. Rất nhanh, một vị chủ nhiệm mang theo hai phó chủ nhiệm chạy vào, sau khi nhìn thấy cảnh tượng lúc này đều nhao nhao kinh ngạc hé miệng. Philomen thì cảm thấy phiền, mở miệng hỏi, xong chưa? Tốt, tốt, đã xong. Philomen rút tay ra, đứng người lên. Chủ nhiệm bước đến trước đưa danh tiếp, hỏi gia nhập danh sách trận pháp của kỵ sĩ đoàn đi ta có thể lấy nhân cách của ta đảm bảo ngươi tuyệt đối có thể không có hứng thú sau khi philomen lạnh nhạt trả lời đi tới bên ngoài cửa lúc đi ngang qua karen cô ta dừng lại nhìn thoáng qua karen mắt lộ ra vẻ khiêu khích karen cũng nhìn lại cô sau đó cô lập tức dời ánh mắt đi thật ra bản thân karen cũng chưa từng làm gì cô ta nhưng sự xa lánh và cô lập từ tập thể mang đến cho Philomen bóng ma tâm lý. Cô ta thật ra cũng không sợ Karen ra tay dùng bạo lực mà tổn thương, cô e ngại là Karen ngăn cách và cô lập tinh thần mình. Những người khác đều đã kiểm tra xong, đến phiên Karen. Karen thở dài, cười khổ nói với Alfred ở bên cạnh, lần này thì không thể không trang bức. Lúc mới quen Alfred, Karen vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc thân phận và hoàn cảnh của mình, thỉnh thoảng sẽ nói ra một chút từ mới lúc đầu alfred dựa vào việc ghi chép những từ mới này để thử nhận biết và giải thích loại ngôn ngữ cổ thần bí kia trong một khoảng thời gian rất dài sau khi karen quen thuộc văn hóa và ngôn ngữ nơi này không có làm như vậy nhưng gần đây do kinh ngạc vì khả năng nắm giữ ngôn ngữ của alfred karen nguyện ý dùng một chút tiếng trung trong lúc nói chuyện với alfred một mặt là bởi vì lòng tò mò mãnh liệt của alfred một phương diện khác là làm như vậy cũng rất thú vị trong thế giới này còn có thể có một người dùng ngôn ngữ quê hương để giao tiếp cùng với mình đây là một cách để an ủi tinh thần khó có thể thay thế được khi karen đi vào bên trong alfred lập tức móc quyển bút ký nhỏ của mình ra dùng bút máy nhanh chóng viết xuống phát âm của từ này ở phía trên sau đó lập tức tiến vào hình thức suy nghĩ học tập cái từ trăng này hẳn là tương tự với hành động giơ lên thả xuống sắp đặt giơ lên đồ vật bày ra lấy ra, thả ra. Nghĩa rộng có phải hay không là hiện ra. Nhưng cái âm tiết đằng sau này là đại diện cho ý nghĩa gì? Alfred nhìn bóng lưng Karen đi tới, liên tưởng đến việc mà thiếu gia sắp làm sau đó, anh ta bừng tỉnh hiểu ra, viết. Cái chữ này, mang ý nghĩa cao quý, trang nhã, trang nghiêm, thần thánh. Trái tim Alfred bắt đầu đập phanh phanh lên, cái chữ này, cấp bậc thật cao, tràn cao cấp hơn quá nhiều so với từ tao của mình hô không biết lúc nào thiếu gia mới có thể ban cái chữ này cho mình đây karen đi đến trước vạt nước ngồi xuống sau đó từ từ đưa tay bỏ vào không giữ lại gì sức mạnh linh hồn toàn bộ thả ra karen nhắm mắt lại con mắt trật tự chuyển động lúc này những vị quân y khác trong phòng và vị chủ nhiệm kia đều đã ra ngoài cửa tìm philomen bọn họ còn muốn tiếp tục thuyết phục cô gái có tài năng đáng sợ này chỉ còn sót lại một vị quân y không yên lòng mà cầm tờ giấy khám sức khỏe của karen ánh mắt cũng vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sau một lát hắn ta cúi đầu nhìn lướt qua phát hiện các trị số đều không nhúc nhích trên mặt nước cũng không có chút gợn sóng nào cậu có vẻ không được đâu đấy lúc quân y chuẩn bị viết đánh giá bỗng nhiên dừng lại không phải tại sao có thể một chút phản ứng đều không có một nhóm người này rất hiển nhiên là đi cùng nhau đều là thần quan như thế nào đi nữa cũng có thể dập dần vài vòng gợn sóng chứ nhỉ không có khả năng bình tĩnh như vậy bằng không thuật pháp làm sao mà dùng được ngay sau đó hắn ta lại nhìn thấy những người lúc trước kiểm tra xong đều còn không rời đi tất cả đều đứng ở ngoài cửa mà cẩn thận quan sát trong ánh mắt rõ ràng đều tràn đầy sự chờ mong bao gồm cả cô gái lúc trước đã đi ra ngoài cửa cũng đã quay trở vào dẫn đến chủ nhiệm và những đồng nghiệp khác chỉ có thể đi theo cô ta cùng quay trở vào vòng Tên quân y này cúi đầu xuống, hắn muốn xem xét một chút có phải mặt đồng hồ thể hiện số liệu đã có vấn đề gì rồi hay không. Ngay lúc hắn ta vừa mới chuẩn bị xoay người, lỗ tai bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, có bọt nước bắn ra, mảnh sứ vỡ bay loạn. Ầm. Uhm, vạt nước nổ tung. Mặc dù trước lúc kiểm tra có nói là muốn làm hỏng dụng cụ đo lường, nhưng đến cùng có thể làm được hay không thì trong lòng Karen cũng không chắc chắn, nhưng sau khi anh bỏ tay mình vào trong vạt nước thì sức mạnh đã xuất hiện. Bởi vì đây là dụng cụ đo lường mà kỵ sĩ đoàn bố trí dùng để nhằm vào quá trình tuyển chọn binh lính, cho nên giới hạn độ cao nhất của nó cũng không phải là rất cao, ít nhất đối với Karen mà nói, còn không cao đến mức độ bất thường. Con mắt trực tự khởi động, sức mạnh linh hồn phát ra, có thể nói, xem như lúc chiến đấu bình thường thì Karen cũng rất ít sử dụng tất cả sức mạnh linh hồn của mình ra giống như lúc này, bởi vì không có một hoàn cảnh yên tĩnh thích hợp như bây giờ đối thủ của ngươi cũng sẽ không đần độn đứng ở mặt ngươi mà nhìn ngươi từ từ vận sức. Vạt nước không thể chịu nổi sức mạnh linh hồn của Karen, thứ chất lỏng ở bên trong cũng không cách nào thể hiện luồng sức mạnh này ra bên ngoài, sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, trong nháy mắt đã nổ tung. Trên phương diện kiểm tra cơ thể bình thường, khiến cho Karen vào lúc này nhất định phải cố gắng thể hiện chính mình ra. Việc mà Karen tính sót duy nhất đó là chất lượng của vạt nước này thật kém, vụ nổ khiến cho chất lỏng và mảnh sứ bắn tung tóe khắp nơi. Nếu như không phải Karen kịp thời đưa tay rút vào trong ống tay áo của thần bào và bản thân thần bào cũng có sức phòng ngự vật lý nhất định, thì có lẽ bây giờ trên mặt trên tay Karen đã bị thủng nhiều lỗ nhỏ. Cho dù là như thế thì cũng khó tránh khỏi trên người bị chất lỏng trong vạt làm ướt đẫm, chưa kể cái thứ chất lỏng này còn dính dính. Karen đứng người lên, trung người để cho những mảnh thạch rơi xuống, không gian xung quanh yên tĩnh trở lại vị quân y phụ trách việc ghi chép số liệu kia ngã trên đất trên mặt có một vết thương rõ ràng karen đưa tay của mình tới quân y cũng đưa tay của mình ra tờ phiếu khám sức khỏe karen nhắc nhở a à, đúng rồi quân y có chút lúng túng rút tay lại nhanh chóng đánh dấu vào cột đánh giá cao nhất của phần này sau đó đưa tờ phiếu lại cho karen karen cầm lấy tờ phiếu kiểm tra sức khỏe đưa tay khác kéo vị quân y kia lên Thật có lỗi, để ngài bị sợ hãi. Dụng cụ có vấn đề, dụng cụ có vấn đề. Các đội viên phát ra một hồi reo hò nhiệt liệt bên trong còn xen lẫn vẻ hàm xúc và thận trọng, bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đối với thực lực Karen, đối với việc Karen có thể tạo thành tình trạng như vậy cũng không có gì cảm thấy quá kinh ngạc. Có điều là, tôi biết, tôi nhìn thấy, tôi cũng thấy vui. Đám chủ nhiệm và quân y đang quay chung quanh bên cạnh Philomen đều ngây ngẩn cả người những quân y khác muốn tìm Karen để tiến hành thuyết phục. Bối cảnh của không ít quân y trong phòng này đều là trận pháp sư trong kỵ sĩ đoàn. Bọn họ rất nóng lòng muốn khai cuộc hạt giống tốt cho đoàn thể binh chủng nhà mình. Nhưng chủ nhiệm không hổ là chủ nhiệm, ông ta lập tức ý thức được việc bên trong một đám người xuất hiện một thiên tài thì còn có thể hiểu được, hai cái cùng lúc xuất hiện thì chắc chắn có vấn đề, mà những người còn lại trong lúc kiểm tra cũng cho ra kết quả là cấp bậc ưu tú. Chủ nhiệm cúi đầu nhìn về phía Philomen, hỏi, các ngươi là cái tập thể gì? Tri chắc đứng bên cạnh mở miệng nói, chúng tôi là tiểu đội đòn roi kỷ luật mới thành lập. Tiểu đội đòn roi kỷ luật mới được thành lập. Con mắt của vị chủ nhiệm dạo qua một vòng, đưa tay ngăn lại mấy người thuộc hạ ở bên cạnh còn đang định tiến đến lôi kéo, bọn thuộc hạ lộ vẻ mặt không hiểu, ông ta mở miệng nói. Không thấy văn kiện mà cấp trên đưa xuống sao, người ta vốn chính là tiểu đội đòn roi kỷ luật được thành lập từ những người trẻ tuổi ưu tú được rút ra trong từng hệ thống khác, làm sao có thể lại để cho các người lôi kéo ngược trở về chứ sau khi giải thích xong chủ nhiệm phất tay ra hiệu những người khác nên làm gì thì làm cái đó mình thì yên lặng móc ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa tiếp tục đi theo sau đám người để xem náo nhiệt sau đó là một loạt các loại kiểm tra liên quan đến linh hồn karen đều không có giữ sức lại mà lại để cho an toàn anh đều là người cuối cùng bước lên kiểm tra nhưng bởi vì các phòng khoa đều đã biết được việc vạt nước bị nổ tung trước đó vị chủ nhiệm kia cũng luôn đi theo đến mỗi một phòng khoa để nhắc nhở thêm một lần, cho nên lúc đến viên Karen làm kiểm tra, quân y bên trong phòng khoa tương quan đều tăng thêm một lớp bảo vệ cho dụng cụ kiểm tra. Mặt khác, Karen cũng không tiếp tục lấy mục đích làm hư dụng cụ đo lường để tiến hành kiểm tra, mà sẽ còn rất quan tâm đến mức hỏi thăm quân y phụ trách đo lường đủ chưa. Cho nên, một loạt các phần kiểm tra liên quan đến linh hồn của Karen đều lấy được 11 điểm, điểm số tối đa là 10 điểm. 11 điểm có nghĩa là tài năng vượt mức. Bởi vì việc kiểm tra sức khỏe tuyển chọn binh lính của kỵ sĩ đoàn có yêu cầu về tuổi tác, trong thời gian không có chiến tranh thì yêu cầu là tính đồ trật tự từ 23 tuổi trở xuống, bởi vậy dưới tình huống bình thường có thể lấy được 11 điểm, sẽ trực tiếp làm cho sĩ quan trung cấp của binh chủng liên quan trong kỵ sĩ đoàn tới lôi kéo người. Nguyên nhân là cho dù kiểm tra sức khỏe ở chỗ này, cũng không nhất định phải gia nhập vào kỵ sĩ đoàn ở nơi này, cũng có thể thông dụng với các kỵ sĩ đoàn đóng quân ở đại khu khác, còn nữa, cùng trong nội bộ của kỵ sĩ đoàn giữa các loại binh chủng khác nhau cũng có sự cạnh tranh với nhau. Mặc dù trật tự thần giáo vẫn luôn quản lý và khống chế trật tự kỵ sĩ đoàn rất nghiêm, nhưng giữa từng loại binh chủng trong nội bộ của một kỵ sĩ đoàn và những bộ ngành khác bên ngoài kỵ sĩ đoàn cũng là có liên quan và ảnh hưởng rất sâu. Nhà Guman có sự đặc biệt thì không tính nhưng dưới tình huống bình thường thì giữa bộ môn trận pháp trong đại khu và trận pháp sư trong kỵ sĩ đoàn sẽ chắc chắn có sự giao thiệp rất sâu với nhau giữa bệnh viện giáo hội và bệnh viện kỵ sĩ đoàn cũng chắc chắn là có sự liên hệ viện nghiên cứu yêu thú của cha mẹ ashley thật ra cũng được tách ra từ bên trong kỵ sĩ đoàn bây giờ vẫn đang đáp ứng nhu cầu nghiên cứu yêu thú cho kỵ sĩ đoàn chỉ có điều lần này bởi vì có vị chủ nhiệm kia ở đây ông ta đã đè lại những báo cáo kiểm tra này trước tránh cho bọn họ đi một chuyến tay không. Phần cuối cùng trong hạnh mục liên quan đến linh hồn đó chính là phần thăm dò linh hồn. Có hai mục đích, một là xem xét linh hồn phải chăng có sự thiếu hụt hay không, thứ hai là xem xét người có bị linh hồn khác bám vào không. Trong thời đại thần chiến, trong lúc chiến tranh hai bên đều có thể sử dụng bất cứ chiêu thức nào, linh hồn bám vào trên quân đối phương để tiến hành điều khiển và ẩn giấu cũng đã sớm không phải là chuyện mới mẻ gì ở trong thần thoại tự thuật cũng đã từng ghi chép lại một chiến dịch giống như vậy một vị thần bị thần hồn của một vị chủ thần bám vào kích nổ phá hủy thần trận dẫn đến chiến dịch thất bại đối với việc kiểm tra này karen không lo lắng chút nào cho dù không tin mình thì cũng nên tin tưởng vào ngai vàng trật tự có phải không bản thân mình sau khi trải qua sự thanh tẩy của ngai vàng trật tự nếu có thể bị bệnh viện của trật tự kỵ sĩ đoàn kiểm tra ra linh hồn có vấn đề vậy chỉ có thể hoài nghi rằng trật tự thần giáo đã bị diễn biến hòa bình dụng cụ kiểm tra là một con mắt đặt ở trên trần nhà bốn phía là các trận pháp người bị kiểm tra sẽ đứng ở trong cái vòng phía dưới kia con mắt trên trần nhà kia sẽ mở ra thật to nhìn ngươi một chút sau đó lại nhắm lại có một vị quân y đứng trong một cái vòng khác bên cạnh để cảm ứng kết quả mà đưa ra sự đánh giá con mắt này chắc hẳn là chi nhánh của một thần khí thần khí hoàn chỉnh có tác dụng vô cùng to lớn nếu so sánh gần đúng thì bọn chúng tựa như là một hệ thống vận hành đơn độc, thần khí có thể phân tán để duy trì mỗi cái chi nhanh nhỏ. Giống như là khi mình nhận được sự chứng nhận tư cách từ thần khí lưỡi hái chiến tranh, trên bản chất cũng là một loại biểu hiện cho việc khuếch đại sự vận hành của thần khí. Cho nên thần khí một khi có thêm chữ tổn hại, dù chỉ là một sự hư hại nhỏ nhặt nhất thì giá trị và hiệu quả của nó cũng sẽ bị hạ xuống rất nhiều, bởi vì một chút xíu hư hại thì sẽ không cách nào chịu nổi việc duy trì vận hành trên quy mô lớn khi muri bước vào bên trong vòng tròn con mắt phía trên mở ra nhìn cậu ta một chút sau đó khép kín lại trong vòng tròn khác bên cạnh quân y mở mắt ra trước hết nhìn vào phiếu kiểm tra sức khỏe của muri một chút sau đó rất tò mò nói sao có thể làm được sau đó hắn ta nhìn thấy hàng ghi tên muri benda hắn ngập ngừng bờ môi một chút trả phiếu khám sức khỏe lại cho Muri, không hỏi thêm gì nữa. Mỗi người đều có trải nghiệm khác biệt, kinh nghiệm của mỗi người cũng khác biệt, cho dù làm quân y ở nơi này, độ mẫn cảm đối với tên và dòng họ của các gia tộc cũng là không giống nhau. Trước khi Karen quen biết Muri, cũng không biết đến gia tộc Benda. Muri cầm phiếu kiểm tra sức khỏe quay trở về, cười cười với Karen, toàn bộ phương diện cơ thể của cậu ta đều ưu tú thì đây cũng là một chuyện rất bình thường dù sao cũng đã rời khỏi nhà Benda, trong gia tộc cũng không có cảm giác tồn tại gì, gia tộc cũng sẽ không ngốc đến nỗi cho cậu tài nguyên trụ cột gì. Mà về phương diện linh hồn cũng là ưu tú, thì đều là nhờ có Karen ban tặng, phải biết, bây giờ cậu ta còn chưa hấp thu xong quà tặng của Gai Tan Bớt Đâu, là một tên chiến sĩ, nếu nhược điểm về phương diện linh hồn cũng có thể bổ sung mà nói, thì tương lai phát triển của cậu ta sẽ càng thêm sáng lạng. Người đi lên tiếp theo đó là Richard, sau khi quét hình xong thì nhận được đánh giá là trên mức trung bình karen lưu ý đến memphis bên người đã chết lặng có lẽ ông ấy đang tự an ủi dưới đáy lòng của mình thân là cha chỉ cần con trai mình cơ thể khỏe mạnh không bệnh không đau nhất cũng đã rất tốt rồi từng trái lại thì trên phương diện này thì richard đã làm được từng người từng người một bước lên lúc đến phiên ashley con mắt phía trên mở ra sau đó vẫn luôn mở to ngay cả karen cũng thấy nó mở sắp chảy nước mắt nếu như nó có. Người khác đều chỉ cần khoảng 10 giây, Ashley thì tốn hơn 5 phút đồng hồ. Đợi đến sau khi con mắt phía trên đã khép kín lại, một quân y phụ trách đưa ra đánh giá mở mắt ra, trên mặt chảy đầy mồ hôi lạnh, sau đó há miệng lớn thở dốc. Hai người đồng nghiệp ở bên cạnh thì vội vàng đến đỡ, một người khác vội vàng đút cho hắn ta thuốc hồi thể lực, sau khi uống một lúc cả hai bình, vị quân y này nói với, thiếu chút nữa ngươi đưa ta đến kỵ sĩ đoàn thứ nhất rồi. Người đồng nghiệp bên cạnh nói, tỉnh đi, ngươi không có tư cách này. Một người đồng nghiệp khác nói, quên đi thôi, chưa từng nghe nói kỵ sĩ đoàn thứ nhất cần bác sĩ bao giờ. Ashley thè lưỡi, cô đương nhiên biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào, chính là ở trên người cô có lít nhít cả đống hình xăm. Những hình xăm này dẫn đến lúc dò xét, khi con mắt kia phải dò xét từng một con yêu thú một, tương đương với vị quân y này phải lập tức làm khối lượng công việc của mười mấy người, không trực tiếp bất tỉnh thì cũng đã rất ưu tú rồi nội tình rất hùng hậu đấy quân y đưa ra đánh giá viện nghiên cứu một cô gái còn trẻ như thế này mà trên người lại có nhiều dấu ấn do yêu thú để lại đến như vậy thì luôn luôn không khả năng là chính cô ta bắt chắc chắn là nhờ mối quan hệ của cha mẹ mà lại cha mẹ của cô ta nhất định phải là cùng một chuyên ngành mới được ừm đúng thế ha ha lần sau nhớ kỹ nói trước với ta được rồi trong thời gian ngắn cũng sẽ không có lần sau. làm phiền ngài. Ashley cầm phiếu khám sức khỏe của mình đi xuống. kế tiếp là Philomen. cấp độ linh hồn của Philomen, cho dù là Muri nuốt cũng không đuổi kịp. hoàn cảnh lớn lên và huyết thống của cô, nếu như không có linh hồn đủ cường đại, bây giờ đã điên loạn từ sớm rồi. huyết mạch vừa sinh ra đã rất mạnh, từ nhỏ đến lớn bà của cô vẫn luôn tra tấn mà không gián đoạn, cô đều vượt qua người cuối cùng là Karen, anh đi đến bên trong vòng tròn, con mắt phía trên mở ra, sau 3 giây đồng hồ, con mắt khép kín, nhanh hơn so với tất cả mọi người lúc trước nhiều. Một sự thay đổi mới khiến vị quân y kinh ngạc nhìn về phía Karen. Có vấn đề gì sao, bác sĩ? Karen hỏi. Không, không có, linh hồn cực kỳ cường đại, mà lại cực kỳ phù hợp khí tức của trật tự, cậu chắc chắn là một cái tính đồ thành kính trật tự nếu không cũng không có cách nào để cho khí tức trật tự trên linh hồn của mình trên nồng đậm như thế này. Đương nhiên, tôi vẫn luôn tin chắc trên thế giới này không có người càng trung thành với thần trật tự hơn là tôi. Lấy được phiếu kiểm tra sức khỏe, Karen đi ra khỏi căn phòng này. Tên chủ nhiệm kia không tiếp tục đi theo, mà là đi đến, hỏi, người cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Linh hồn cực kỳ cường đại, cao hơn so phía trước tất cả mọi người, tôi nhất định phải cho 11 điểm. Nhanh như vậy. Thưa ngài chủ nhiệm, vừa nãy tôi mới giải thích qua, không có nói sai hay nói lời xã giao, khí tức trật tự trên linh hồn của cậu ta phi thường nồng nặc, nồng nặc đến nỗi khiến ngài con mắt vô cùng yên tâm, căn bản không cần nhìn nhiều, hoàn toàn không có tạp chất. Không có tạp chất. Đúng vậy, cậu ta để cho tôi nghĩ đến mấy năm trước khi tiếp xúc với những lão tín đồ đã trang qua năm tháng tang thương, cả đời đều thành kính thờ phụng trật tự, nhưng cho dù là bọn họ muốn làm cho khí tức linh hồn thuần túy như thế, cũng rất khó. Một phần kiểm tra cuối cùng là tín ngưỡng, cũng chính là khâu thẩm tra chính trị của trật tự thần giáo, nhưng nó cũng không cần thông qua điều tra thăm hỏi hay giấy tờ chứng minh. Bên trong một khoa lớn cỡ sân bóng rổ, có ba căn phòng nhỏ màu đen, trong phòng nhỏ chỉ có một cánh cửa ra vào, không chỉ có dùng rèm làm che chắn, bên ngoài còn có một màn khói đen vần xung quanh, ngăn cản tất cả sự thăm dò từ bên ngoài. Thật ra thì bệnh viện lúc này cũng không phải trong thời gian hoạt động hết công suất, giai đoạn kiểm tra sức khỏe Tân Bình vẫn còn chưa tới, cho nên những khoa khác gần như chỉ có một thiết bị hoạt động, nhưng nơi này là ba cái phòng, có nghĩa rằng khâu này cần nhiều thời gian hơn. Đám người Karen cùng nhau đi đến, một ông lão đang ngồi ở chỗ này uống trà, bên cạnh có mấy người trẻ tuổi đang quét dọn vệ sinh. Ông lão không mặc áo choàng trắng, mà là mặc thần bào trật tự, ông ta nhìn lướt qua bọn người Karen đi tới phun một miếng bả trà ra bên cạnh. Trên tay các ngươi đều cầm phiếu kiểm tra sức khỏe, trong phần kiểm tra tín ngưỡng này có rất nhiều hạng mục nhỏ hơn, nhưng không nên gấp gáp, ở chỗ này đều có thể giải quyết, không cần đi đâu nữa. Trước tiên ta giới thiệu với các ngươi một chút, ta gọi là Da Vinci, là phó viện trưởng của bệnh viện này, nhưng mà các ngươi không cần nhớ kỹ tên của ta, mặc dù ta là một trong 8 cái phó viện trưởng của bệnh viện kỵ sĩ đoàn này, nhưng ta chỉ là có cái chức danh thôi ngoại trừ mấy cái thực tập sinh này, ta không quản lý được bất cứ người nào khác trong bệnh viện này. Dù gì thì cái phòng này cũng chỉ tồn tại trong lúc tuyển binh mới sử dụng, mặc kệ là lúc bình thường hay vẫn là thời đại chiến tranh, người nào bị thương lại chạy tới đây làm trị liệu tính ngưỡng cơ chứ? Ha ha, tốt, vào vấn đề chính. Ba căn phòng nhỏ này là hỏi ý phòng. Lúc trước khi các ngươi kiểm tra thì ta đã được thông báo mở ba căn phòng này và khởi động chúng nền đất bên dưới ba căn phòng này có một trận pháp bên trong trận pháp còn có một chiếc lông vũ là chi nhánh từ bút lông ngỗng của ngài tiran xúc bên trong thần thoại tự thuật ánh sáng trật tự tiran xúc là một trong tứ đại tùy tùng của thần trật tự ông ta rất khiêm tốn không có quá nhiều chiến tích huy hoàng nhưng ông ta là người bắt đầu xây dựng trật tự thần giáo nghe nói bản thứ nhất của ánh sáng trật tự là do chính ông ta dùng bút lông ngỗng mà viết ra Địa điểm mà Karen và Richard tham gia vòng tuyển chọn của đại khu thành phố York chính là ở cung điện của Tiransuk. Bút lông ngỗng của Tiransuk chắc hẳn cũng là thần khí, mặc dù trật tự thần giáo chỉ có duy nhất thần trật tự, không có thần chi nhánh, nhưng người như tứ đại tùy tùng và 12 kỵ sĩ trật tự, bất cứ một người nào đem ra so sánh thì cũng không kém hơn thần chi nhánh của thần giáo khác. Da Vinci ho khang một tiếng, phun ra một cục đờm đặt vào trong thùng ra bên cạnh. Cái dạng này, karen vừa nhìn là biết ông ta là kẻ nghiện thuốc lâu năm do hút nhiều mà tạo thành chỉ có điều là lúc này sẽ không ai đần độn đưa thuốc lá cho ông ta những khâu kiểm tra trước mượn dùng quan hệ để dàn xếp thì cũng có thể hiểu được đến nơi đây trái lại cũng không thể để lộ ra nó không quan trọng nhất nhưng lại là điều kiên kỵ lớn nhất bút lông ngỗng có tư duy đương nhiên nó không thể suy nghĩ giống người bình thường để cùng tán gẫu với các ngươi được điều duy nhất mà nó có thể làm đó là giao lưu cùng với các ngươi trên phương diện tín ngưỡng xin hãy tin tưởng năng lực của nó càng phải tin tưởng quyền uy của nó ta không biết trong tương lai các ngươi có thể sẽ biến chất hay không nhưng là vào lúc này các ngươi không gạt được nó ta biết các ngươi không phải đến để tuyển binh trên thực tế ta cũng rất tò mò các ngươi vì cái gì còn muốn đi tới nơi này thật ra bây giờ các ngươi có thể kết thúc nhưng có phải các ngươi muốn kết thúc một cách hoàn mỹ và viên mãn không đương nhiên nếu có thể Ta chắc chắn ủng hộ, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi một câu, tự mình che ngực tự hỏi bản thân có trung thành với thần trật tự hay không, không làm phần kiểm tra này thì cũng chẳng sao cả, làm cái kiểm tra này được điểm cao cỡ nào cũng chẳng có ích lợi gì, nhưng nếu là điểm số rất thấp thì. Ha ha, vậy thì vấn đề sẽ rất lớn đấy. Sau khi Da Vinz nói xong thì tiếp tục uống trà, sau một lát, nói, đều đã suy nghĩ kỹ rồi thì tới đi, ba người một lần, một người một phòng, đi vào thì biết alfred đi đến bên người karen nhỏ giọng nói thiếu gia anh muốn đi sao đúng vậy thiếu gia nếu cơ thể của tôi đều đã được chứng nhận không có lý do linh hồn của tôi không có được thăng hoa được rồi karen đồng ý alfred đứng ở bên người karen vậy tôi đến cho đủ người richard đi tới ba người trong nhóm đầu tiên vào kiểm tra theo thứ tự là karen alfred và richard Da đứng người lên phất tay khởi động trận pháp trong chốc lát bên trong hoàn cảnh này vang lên thánh ca của trật tự thần giáo khí thế thần thánh trang nghiêm tuôn ra các ngươi yên tâm lần kiểm tra này ta chỉ có thể nhận được kết quả mà ngài bút lông ngỗng đưa ra ta không cách nào biết được ở bên trong các ngươi đã trao đổi cái gì với ngài bút lông ngỗng hay là đã sám hối cái gì bởi vì chúng ta cho phép các ngươi nghi ngờ và lạc lối mục đích căn bản của phần kiểm tra này vẫn là để cứu vớt giống như là những cha xứ trong các giáo đường ở ngoài vậy, bọn họ nhất định sẽ giúp các ngươi bảo mật. a à, ít nhất, Ngài Bút Lông Ngỗng có phẩm đạo đức nghề nghiệp được hơn nhiều so với mấy cha xứ kia. Khi ngươi đi ra khỏi căn phòng nhỏ này, Ngài Bút Lông Ngỗng sẽ tự xóa bỏ ký ức lúc trước, cho nên, buông lỏng, thỏa thích giao lưu, không cần giữ lại chút nào đi. Mặt khác, lúc liên hệ tinh thần với Bút Lông Ngỗng, tốc độ giao lưu sẽ trở nên rất nhanh, có lẽ ở bên trong chỉ là nửa giờ, nhưng trên thực tế các ngươi đã giao lưu 4, 5 tiếng. Giao lưu trên mặt tư duy, vĩnh viễn là mau lẹ như vậy, ha ha, được rồi. Mời ba người hãy cùng vào. Karen và Alfred cùng hành lễ với DaVins, đối với cán bộ làm công tác chính trị, chắc chắn phải tôn trọng nhiều hơn một chút. DaVins đáp lễ. tri chắc chậm lại hai nhịp, cậu ta đều đã bước đi trước hai bước, lúc này lại lùi về mà hành lễ. Memphis ở phía sau thấy cảnh này, thở dài, ông ta phát hiện mỗi lần trông thấy con trai mình cùng đứng với karen ở một chỗ ông ta sẽ rất dễ cảm thấy tức giận karen đi vào trong căn phòng nhỏ ánh sáng trong nháy mắt tối xuống sau đó là một loại cảm giác hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài bên trong có một cái ghế và một cái bàn karen ngồi xuống ghế dựa trên mặt bàn có để một quyển ánh sáng trật tự lúc này nó tự động lật ra hình chiếu của một cây bút lông ngỗng lơ lửng xuất hiện tản ra khí tức trang nghiêm và thâm thúy Tri chắc có chút khẩn trương hít sâu, trong thời khắc này, tựa như ngay cả tính đồ thành kính nhất với trật tự đều sẽ cảm thấy hồi hộp, nắm đấm của cậu ta nắm chặt, đang chảy mồ hôi. Bút lông ngỗng tràn ngập uy nghiêm nhìn xuống tri chắc từ trên cao mở miệng nói, trước tiên ta sẽ hỏi ngươi và vấn đề. Alfred lấy ra quyển bút ký nhỏ của mình, cầm bút máy, nghiêng chân, nhìn xem bút lông ngỗng lơ lửng ở trước mặt mình, hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ mỉm cười, anh ta thật rất thích cái không khí này anh ta phải nhớ kỹ cảm giác này, chờ lần sau nếu có cơ hội khi lôi kéo người gia nhập vào giáo, cũng phải mô phỏng ra một hoàn cảnh tương tự. Bút lông ngỗng dùng giọng điệu bình tĩnh nói với Alfred, chúng ta tới sẽ trao đổi về chủ đề đầu tiên. Hình chiếu bút lông ngỗng trước mặt Karen sau một hồi lấp lóe, rốt cục khôi phục bình tĩnh, nhưng Karen ngồi một hồi lâu, bút lông ngỗng trước mặt đều không mở miệng. Dụng cụ hỏng. Hay là do trận pháp xảy ra vấn đề? Karen nghi người về phía trước, nghi ngờ mà hỏi thăm, xin hỏi, có thể bắt đầu chưa? Múc lông ngỗng đáp lời. Xin ngài hãy chỉ thị. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.